chúng ta bị xâm lăng. Đây không còn là thế giới của ta nữa. Dừng lại. Kiểm soát được cỗ máy, ta kiểm soát được cả thế giới. Khi nào ta bắt đầu? Đi nào, làm cho xong thôi. Chúng đang tới. Tôi trúng đạn rồi. Tình hình rất nghiêm trọng. Chúng ta là lực lượng tấn công cuối cùng.